chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đến kênh Hương Quê. Thì quán của hai chị em hôm nay rất là vui luôn khi được cô Thủy tặng 100 phần rời gán đến các em nhỏ ông bà cô chú ở xóm. Dạ, thì con cảm ơn tấm lòng của cô Thủy rất là nhiều đã dành tặng cái phần rời gán rất là ngon này đến cho các em để các em thưởng thức. Bây giờ thì cũng buổi chiều rồi, mấy em cũng đi học ra rồi và mấy em xuống quán của hai chị em để hai chị em làm tặng những cái phần rời gán này. Thì con cảm ơn tấm lòng cô Thủy rất là nhiều. Con chúc cô và gia đình thật là nhiều sức khỏe, mọi sự như ý, lúc nào cũng có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha cô. Dạ thì cái món gà gán hôm nay gia đình của Nương chuẩn bị đây rất là hấp dẫn luôn. 100 cái đùi gà kèm với là khoai tây chiên. Thì hôm nay là cô cũng muốn là tặng mấy em nào ở ngồi bàn ăn thì có một ly nước ngọt. Em nào về thì chỉ đùi với khoai tây thôi. Dạ. Quán hôm nay hai chị em rất là nhộn nhịp luôn. Bây giờ mấy em cũng tan học rồi, mấy em cũng lại hết rồi kìa. Mẹ thì nãy giờ chiên. Cái này mình chiên trước một phần rồi, còn một phần thì mẹ đang chiên. Cái đùi rất là bự luôn. Thì cái món này mấy em nhỏ rất là thích luôn. Được ăn kèm với khoai tây rồi nước ngọt nữa. Bây giờ thì mấy em cũng lại rồi. Một số em thì ngồi trên bàn, một số em thì xếp hàng. Hôm nay thì được cô Thủy tặng cái món gà rán cho các em. Thì cô cũng chúc cho các em có thật là sức khỏe, học giỏi luôn nha. Thì hôm nay được cô Thủy tặng gà rán, các em có vui không? Vui. Vậy mình cảm ơn cô đi ha. 1, 2, 3 cảm ơn cô Thủy nha. 1, 2, 3 dạ. Vỗ tay. Rồi bây giờ thì chị sẽ thay mặt cô tặng cho các em cái phần gà rán với khoai tây nước ngọt nha. Hôm nay thì em nào ngồi ở bàn ăn thì được một ly nước ngọt, còn em nào về thì không có nước ngọt nha. Bởi vì ưu tiên mấy em ngồi ở lại bàn ăn. Bây giờ chị sẽ làm cho mấy em trong bàn trước đi rồi tặng cho mấy em đi về. Rồi chị này trong bàn nè. Đây gửi cho em trước đi. Cái này chút ra đây nè nha. Rồi chúc em mấy em ăn ngon miệng luôn nha. Rồi thôi bưng đi chị gấp cho. Mấy em đứng đợi xíu nha, chị làm trong bàn xong rồi tới em liền. Tại vì mấy em đến một lượt đó nên là hai chị em làm cũng không có kịp. Giỏi, ăn ngon miệng nha. Hôm nay quán rất là nhộn nhịp luôn, làm không kịp luôn. Giờ thứ bảy với chị bưng ra tiếp cho mấy em ăn, cho mấy em tranh thủ về. Nè, gửi cho em luôn. Nè, đây luôn nè hơn. Ngon không? Nay gà rán có ngon không? Em ăn kìa. Rồi tới của em nha. Lại. Làm đi chị, còn hai dĩa nữa. Này. Dạ. À, của hai em luôn. Còn một dĩa nữa. Đây. Rồi, gửi cho em luôn nè. Dạ, cái dĩa chưa?
đủ trên bàn hết rồi. Dạ chưa đủ ly nước, coi đủ chưa ta. Rồi vậy chị để cái mâm khoai tây qua bển đi ha. Này. Rồi của em. Rồi giỏi. Rồi, rồi cưng nó xuống đi, nó xuống dạ, rồi chị đem xuống cho. Dạ. Dạ nè, có cái này nè. Đúng rồi. Có cái bọc sách nữa kìa, để cho em mấy em cũng được để nước chấm đi ở ngoài. Cầm này cũng được đó chị. Rồi, rồi để em. Giỏi. Để cho em luôn. Nay cô Thủy tặng gà gán cho các em, chúc các em ăn ngon miệng luôn nha. Rồi đi qua bên đây luôn. Để cho em luôn. Giỏi. Cái bịch này phải giỏi rồi mới được. Dạ. Dạ có mình lấy dĩa cho em luôn đi. Mấy đây còn nè. Lấy thêm một cái thì mẹ gấp luôn đi mẹ. Được không? Dạ. Dạ gửi cho em luôn nha. Giỏi. Mày mình mấy miếng? Dạ 500 miếng vậy hả mẹ? Gửi cho em luôn. Thôi bịch đó chưa có tương á. Em ơi cho em hai bịch tương nè. Rồi giỏi. Chị lấy sẵn cho chị rồi nè. Gửi cho em luôn. Thêm miếng nước nữa hả? Bảo hơn. Anh nói khát nước là không đã. Cho thêm ly nữa. Để cho em hàng bên đây trước. Đứng đợi chị tí xíu nha. Này rồi thấy rồi gửi cho em nha. Cầm nó hẳn nha. Giỏi. Để chị chút nha. Gửi cho em luôn. Rồi. Gửi cho em luôn. Dạ. Rồi. Gửi cho em luôn. Gửi cho Hảo luôn. Hảo ơi đi nè. Hảo cảm ơn cô đi. Giỏi. Dạ lên. Mấy em lại đông quá. Lại đông quá luôn mấy. Ủa bên đây gì nè, gửi cho em nè. Ủa sao bên đây càng ngày nhiều vậy? Càng ra cái gì? Gửi cho em luôn. Không đi, em gửi cho chị. Hai bịch cho em cái hả chị? Thôi gửi cho em. Hỏi mấy em ăn có ngon không? Ăn quá trời ăn luôn rồi kìa. Ăn nhiệt tình hết luôn. Ngon Bảo. Nước nữa đó. Bảo là phải uống hai ly nước của hai Bảo. Béo hả? Béo hả? Gửi cho em.
luôn. Đấy. Từ từ. Để cho em luôn. Nay mẹ làm nhiệt tình luôn. Bữa nay có mẹ em ở sân trên xuống ha. Chú Hải chở xe xuống. Để cho em luôn. Chú ngồi đợi với em ăn rồi chú chở về. Để cho em luôn. Giỏi. Ghế cho em luôn. Giỏi. Ghế cho em luôn. À, giỏi. Rồi hai em và ba em đi đây sẵn rồi.
Rồi chưa có tường, chưa có tường. Rồi gửi cho em này lại trước nè. Rồi gửi cho em nha. Qua bên đây hàng bên đây luôn nè em. Bên đây nè. Hai em nó lại sau đây luôn nè. Rồi đây đứng sau nữa. Rồi đứng sau chị đó. Chị gấp cho. No no căng bụng. Bảo ăn no căng bụng hả Bảo? Rồi chị gửi cho em luôn, đi vòng qua đây về nha. Rồi. Ngồi ăn thì có nước. Rồi chị gửi cho em cái đùi gà luôn. Rồi ăn ngon miệng nha. Chị gửi cho em luôn nha. Rồi gửi. Bảo mắc gà gặm đùi gà không vô được. Qua đây nè. Quá tuyệt vời. Rồi qua đây nè. Rồi tới chơi chơi tới chị nè. Để cho em luôn. Giỏi. Để cẩn thận nha. Bảo cầm đồ chèo luôn. Rồi này là có bà ba hả chị? Đây. Dạ gửi cho bà ba. Cảm ơn mấy cô. Dạ. Cô Thủy ơi, gửi cho sớm thằng bà ba. Nãy giờ thì hai chị em cũng tặng cho mấy em hết rồi. Bây giờ tới mấy ông bà lớn tuổi. Dạ được bà. Dạ được, dạ được. Dạ con gửi cho ông Sáu. Cảm ơn. Dạ. Bây giờ tới mấy ông bà ở sớm. Dạ hôm nay cô Thủy tặng cho món cà ghé cho bà Sáu. Dạ. Rồi rồi đợi chị. Rồi đợi chị một chút nha Khánh. Gấp cái tay tay cho Khánh chị. Rồi. Dạ, con gửi cho ông bà. Cảm ơn nha. Dạ, cô Thủy này gửi sớm mình ông ơi. Để thường vậy thôi. Dạ, gửi cho rồi. Cảm ơn. Dạ. Đây rồi, con gửi cho bà Út luôn. Cảm ơn nha. Dạ. Chị gửi cho em luôn. Giỏi. Rồi chị gửi cho em. Rồi gửi. Mới em mới đi học về. Sao? Bữa nay mấy em rất là vui luôn cô ơi. Ăn rồi gán rất là ngon luôn. Cái này còn vô cụng ly dữ dằn luôn. Khánh nay ra trễ rồi, ngồi ăn sao với hai em. Dạ, gửi cho chú ba. Dạ, dạ chú ba mới đi bán vé số về. Dạ chú, nên là con gửi luôn. Cảm ơn nha. Dạ, này cô Thủy gửi cho số mình đó chú Ninh. Cảm ơn cô Thủy luôn. Dạ. Con đi nước lại trở về được. Dạ, con gửi cho ông hai ơi. Dạ, cũng hai ngon miệng luôn. Hai em ăn xong về hết rồi kìa. Rồi, ngồi ăn tự nhiên đi. Chị dẹp mấy cái này. Dạ. Dạ, con gửi cho bà Sáu luôn. Rồi, cảm ơn. Dạ. Dạ, con gửi cho bà Hai. Dạ, chú Hai ngon miệng luôn. Giờ còn mấy phần nữa hả chị? 7, 9 phần nữa. Chấm nó không? 7 cắt cái thêm. Thank you.
Thủy gửi cho xóm mình luôn. Dạ, gửi cho cô Thủy được không? Dạ. Dạ, gửi cho cô luôn. Cảm ơn. Dạ, gửi cho Hiếp ạ. Cảm ơn. Dạ. Này là ưu tiên cho em 7 chị Hà. Để em gửi luôn cho. Dạ. Bảy với chị. Rồi bảy cảm ơn luôn. Dạ. Rồi. Dạ, nãy giờ phụ hai chị em quá trời luôn. Khánh ăn cuối cùng luôn. Còn mấy cái đùi nữa là cũng hết luôn rồi. Dạ, gửi cho chú. Bây giờ còn 4 phần hai chị em cũng gửi cho. Dạ, Thím với Út ăn luôn. Dạ, gửi chú. Dạ. Rồi gửi bà Năm luôn. Dạ, gửi cô. Dạ. Dạ, ăn con mẹ nghe bà Năm. Dạ. Rồi, giờ hết luôn. Hết gà gán luôn. Hôm nay 100 phần là tặng cho mấy em với ông bà với mấy cô mấy Thím rồi hết luôn rồi. Dạ, hôm nay hai chị em rất là vui luôn. Cảm ơn cô Thủy rất là nhiều đã tặng cái 100 phần gà gán này đến các em nhỏ và các ông bà cô chú ở xóm. Thì các em vừa học ra thì lại ăn với em rất là vui luôn. Dạ, thì một lần nữa con cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô và gia đình dồi dào sức khỏe, mọi sự như ý. Lúc nào cũng có nhiều niềm vui và hạnh phúc nha cô. Thì video đến đây cũng kết thúc. Hẹn cả nhỏ video tiếp theo. Bye bye, xin chào.